sáng rực rỡ ôi kỳ ghê, hôm nay sao căn nhà yên thế, chẳng có nguyên nhân chẳng hiểu do đâu mà thấy sao rầu rầu, bố mắng như ông dày la, tôi dám bao câu thì mày lại lên tiếng, rất rối sáng tối và friend hôm nay im im là chán thiệt. Tự nhiên lại chán thiệt, hàng ngày đã quen với những điều phiền toái, con như tiếng ông dày la, tiếng ma ba dày nhau, bên kia chú chim vừa ca, chú chim hoang ca, giờ cho gia đình ta. Hôm nay là một ngày đặc biệt, không có dành cho những chuyện vô phím. Ngồi sáng khoai tây vẫn ở trên tầng mây, ta ngồi đây và vẫn cứ tám chuyện. Vậy mấy thứ tầm thường qua đi, vì sẽ cứ luôn luôn suy nghĩ. Chúng ta có những củ khoai tây thật ngọt, vậy hãy cùng nó lên món cà ri. Tất cả phiền lo đều là ngọt ngào thế thôi. Cứ vô tư ngày thằng thời lo chỉ cái chuyện ông trời. Giấc mơ đời ta chỉ có thể tự mình vẽ ra. Và trong bức tranh này một ngày luôn luôn có cả gia đình ta. Anh ơi, dậy ăn sáng. Bin, Bo, dậy đi hai con. Anh Sơn, bây giờ không ai dậy đúng không? Muốn mẹ bào lôi cổ từng người dậy không? Mẹ đếm từ 1 đến 3 nha. 1 2. Con có dậy rồi. Anh dậy rồi. Nhức cái đầu quá. Anh ơi, nhanh xuống ăn sáng nè. Sao không lo ăn đi, cứ chụp hình hoài vậy? Em có nhiều fan mà, một ngày em không up hình á là họ điên cuồng la hét rồi anh. Mẹ ơi, chừng nào con mới được ăn vậy? Rồi rồi, bây giờ hai đứa ăn đi nha. Yeah. Tối qua anh về lúc nào vậy? Sao không nghe thấy tiếng gì vậy? 2 giờ sáng, anh đi nhẹ lắm, sao mà em nghe được? Sao anh phải đi nhẹ? Anh uống rượu đúng không? Không gì có, anh chuẩn bị hồ sơ cho phiên tòa. Mấy đêm mà chưa ngủ, uống gì mà uống. Trong thời gian này là nhất định anh không được uống rượu đó, nhớ chưa? Anh biết rồi, anh cũng phải là con đâu mà nhắc hoài vậy. Cái ra vá xấu quá kìa, thay đi. Anh thấy nó đẹp. Đi thay đi. Anh đi đâu đó? Đi thay. Thì ăn xong rồi đi thay. Chút nữa chở em qua nhà ba mẹ nha. Bonjour Việt Nam, tôi yêu Việt Nam. Anh bây giờ mình về nhà em đúng không? Thôi đi ăn em đói rồi. Ăn ok, em muốn ăn gì? Thôi lát nữa tính sau, giờ cho em chai nước suối đi. Ok nước suối, ok. Khoan, thôi nước cam đi. Nước cam. Khoan nè nè, thôi nước suối, thôi nước suối nước cam gì cũng được. Vậy đi. Nước suối hay nước cam? Thôi hai chai. Ô có rồi. Ôi, lần đầu tiên đến Việt Nam mà anh không ngờ là cảm giác rất là thân quen với Việt Nam luôn á. Anh cũng dẻo miệng quá ha. Không, anh tại vì em là con yêu của anh mà. Con yêu hả? Ừ, con yêu thằng yêu. Ồ, là người yêu của anh. Nè, em nói nha, muốn quen bạn gái Việt Nam á, về mà học tiếng Việt lại đi nha. Ừ, nhất trí rồi. Mà em có gì đặc biệt mà sao anh phải bay từ Pháp về với em 12 tiếng lận đó? Anh rất là yêu em mà anh muốn làm cái gốc cây của cái bộ lạc của em á. Cái gì mà gốc cây với bộ lạc đây? Anh muốn cưới về gia đình của em thì phải nói sao? Ý anh là anh muốn làm rể gia đình của em hả? Đó đúng rồi. Vậy mà gốc cây với bộ lạc mó tay với anh luôn á. Nè anh nói thì giỏi lắm nha, mấy ngày nữa mà trốn về Pháp rồi em rình anh đó. Không, anh không bao giờ về đâu. Hạnh ở đâu là anh sẽ ở đó mà. Nói nha. Để em chui, Để anh đi lấy dây ước. Để con Lai, đi đâu vậy, để em tự chui được rồi. Đây. Em chui rồi, không có sao hết đó. Có được rồi, để em. Lần sau là em phải để trên chuồng chứ, không có được như vậy. Trời, Nikolai ơi, anh đạp lên giày hư giày em nè. Trời ơi, có chuyện nhỏ vậy thôi mà, có gì đâu.
Ủa, hôm qua anh chở ai hả? Đâu có. Vậy là sao ghế ngồi lại bị đẩy xuống? À, là anh Kiệt. Hôm qua tụi anh họp xong tiện đường chở nó về giùm luôn. Kiệt với em cao bằng nhau mà tại sao phải đẩy ghế xuống? Chắc nó ngọt nên nó làm vậy. Chắc chắn là do anh uống nhiều quá cho nên phải nhờ nó chở về đúng không? Không có, anh đâu có uống đâu. Vậy cái này là cái gì? Chắc chắn anh uống quá nhiều cho nên phải dùng xịt thơm miệng để che giấu em nè. Rồi ghế ngồi còn để bị đẩy xuống để phù hợp với chiều cao của anh. Còn hồi nãy khi bước lên xe đã chỉnh lại kính chiếu hậu. Nếu là anh trở lại tại sao phải chỉnh lại kính chiếu hậu? Anh khai thật đi. Anh đừng có nghĩ những cái trò nói dối này có thể qua mặt được em nha. Hôm qua anh uống rượu đúng không? Anh xin lỗi. Đôi lúc tôi nghĩ mình đang sống với một thám tử tư hay là một cảnh sát hình sự hơn là sống với một người vợ. An là một người cực kỳ lanh lợi và sắc sảo. Vì vậy, đừng bao giờ nói dối cô ấy. Hạnh ơi, Hạnh ơi. Giờ chúng ta đi đâu nè? Em mệt rồi, hơi bắt taxi về đi anh. Taxi, ok. Taxi ơi, đây. Này, taxi bên đây nè, anh cần gì la vậy? Đúng rồi. Taxi, đây. Anh mặc cho. Anh cầm của mình kìa. Đây nhiều taxi mà anh định bắt chiếc khác là được mà. Nhưng mà anh lấy cái chiếc này cho mình mà. Thôi giờ vậy đi ha. Em muốn gì anh cũng chiều hết. Chia tay đi. Hả? Ở trong kia mình đang yêu đương mà. Ra đây em nói cái gì hả? Em nói mình chia tay đi nha. Taxi. Hả anh? Nhưng mà hả anh? Anh đã làm gì có lỗi? Anh không làm gì có lỗi hết á, là do em chán anh thôi. Chứ hả anh? Không được mà. Chuyện đã lăn lộn của tao mà. Chú ơi, chú có cất đi cả anh. Hả anh? Nhưng mà mình đã 12 tiếng ở trên cái đĩa bay từ Pháp gì đây, mình chưa kịp nóng cái mông nữa mà. Ý sao? Anh nói là ngồi trên máy bay đúng không? Cái này của tao. Không. Hả anh? Nikolai đây, anh nghe em đi, anh về đi nha. Không, nhưng mà anh không hiểu. Anh làm lỗi làm gì sai? Anh về giùm em đi nhá. Anh sẽ xin lỗi. Anh làm hết mà. Anh đừng mà. Anh xin lỗi. Hả anh? Chạy tới chiếc xe kia. Ở đằng kia kìa. Nhanh lên. Đằng kia kìa. Rồi thôi con về nha. Dạ. Trời sắp tối rồi, lái xe cẩn thận nha con. Rồi con về nha nội. Bonjour. Ủa? Về rồi. Ôi chào cô. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Trời. Vui quá. Ai vậy? Mẹ. Con ghế của bà. Dạ. Hạnh, sao con về mà không báo trước? Hèn gì gọi điện thoại mà không bắt máy. Cái gì đâu mẹ, báo hay không báo con cũng về, có gì quan trọng đâu. Franchement, mais on était ensemble dans l'avion et là tu me laisses comme ça planté comme un poireau, c'est pas possible. S'il te plaît, dis quelque chose, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. C'est décidé, je te quitte. Đừng ai kiếm con nha, con lên lầu đó. Non, anh, cậu đi đâu? Cái cậu kia. Cậu ở đâu rồi xông vô nhà ta, nói một tràng tiếng Anh vậy? Không, tiếng Hàn. Hả? Tiếng Pháp đó mọi người. Tao trúng châu mày chặt xa lắm. Est-ce que tu peux parler vietnamien? Oui, bien sûr que je peux parler vietnamien parce que j'ai appris. Con nói cái gì cho nó vậy? Con hỏi là cậu ấy biết nói tiếng Việt không thì cậu ấy biết. Dạ, nói tiếng gì đi. Cậu là gì của Hạnh? Con là con của Hạnh. Hả? Trời ơi, con của Hạnh. Tu es le fils de Hạnh? Non. J'aime Hạnh. J'aime. Cái gì?
Yêu Hạnh, bạn trai của Hạnh. À, bạn trai, bạn trai. Bạn trai của con. Oui, je l'aime, je l'aime. Tụi có cái gì mồm ngào vậy cả nhà? Cậu là người Pháp, bạn trai của Hạnh. À. Bonjour. Bonjour. Je suis Toan. Le frère de Hạnh. Oh, je suis Nicolas. Oh, anh vợ. Anh vợ. Vợ, anh vợ. Ai, anh vợ. Ủa, biết tiếng Việt không mà? Nào mà anh vợ vậy? Biết, biết tiếng Việt. Hả? Hả? Bậy dạ, dạ. Trời ơi, buông, buông, buông. Ông nội hứa không đã con mới quăng nội ra. Ôi, à, quăng hả? Quăng tao chết à? Buông, buông nhẹ thôi. Buông, hứa. Ờ, hứa không anh? Hứa gì thôi. Trời ơi, cái này ghê quá. Nè ba. Hả? Đó là người nước ngoài. Ba đá là người ta kiện ba đó. Dạ, yeah, đó. Đúng rồi nội. Nè cậu, tôi không bao giờ chấp nhận cho con gái của tôi. Cái giọng gì vậy kỳ vậy trời? Tôi không bao giờ chấp nhận cho con gái của tôi lấy một người không rõ lai lịch, cậu hiểu chưa? Không, no. Con là người rất là đàng điếm. Hả? Cái gì? Cái gì? À, đàng điếm. Thằng này nói trung thực. Merde, đàng hoàng. Oh. Putain, en fait, je travaille, voilà, regarde, je travaille dans une société en France, dans la finance, voilà ma carte de visite. Je suis quelqu'un de très bien. Nói cái gì đó Toàn? Nói cái gì vậy con? Cậu ta nói là làm tài chính bên Pháp. Nói chung là người đàng hoàng, không vấn đề gì đâu. Ồ vậy hả? Ê Du, cậu muốn cua con gái Việt, quen con gái Việt là phải học tiếng Việt để nói chuyện dễ thông cảm. Thật sự thì tôi nhìn Du thì tướng tá cũng cao ráo, đẹp trai và có trình độ đó. Nếu mà Du thật lòng yêu con Hạnh á thì tôi đây sẵn sàng. Cái gì? Sẵn sàng nói con Hạnh nó chia tay Du. Oh yeah. No yeah. Ờ nó hiểu rồi nghe yeah luôn. Con muốn hôn Hạnh. Cái gì? Mà nó muốn hôn cho nó hôn đại gái cho nó dị cho rồi. Ba. Nội. Không. Kết hôn, mariage. Mariage. Không hiểu gì hết. Đi về. Đi. Kết hôn Hạnh. Đi ra khỏi nhà. Không. Đi. Anh. Đi. Không. Đi. Tất cả lên ngủ đi, ba giữ cửa. Anh ơi, kẹt tay của người ta. Đi lên ngủ hết đi. Tôi giữ cửa. Anh, tôi giữ cửa cho. Anh. Trời ơi, nghe em kể mà anh còn mắc cười nữa, nói chi lúc đó. Trời ơi, lúc đó anh tưởng tượng chắc cái mặt của cái anh chàng người Pháp đó nhịn cười không được luôn ha. Ờ thôi, để về kể tiếp. Em gần về chưa? Rồi. Anh về anh sẽ mua cà phê cho em mà, yên tâm. Vậy nha. Của cô nè. Người đâu ăn cái gì mà đẹp dữ thần. Chắc là ăn táo nhiều mới đẹp vậy đó. Cảm ơn anh. Không có gì. Ê, nè. Dạ. Cảm ơn anh nha. Cô ơi, còn một trái nè. Ồ, rất nhiều vậy luôn á hả? Cảm ơn anh nha. Nhìn muốn cắn một cái ghê. Dạ. Ý nói là muốn cắn một miếng táo ghê. À, vậy thôi anh giữ một trái ăn đi. Cho thiệt luôn hả? Dạ. Cảm ơn nha. Anh đi nha. À, mà anh cho em xin số điện thoại được không? Số điện thoại của tôi hả? Dạ. Được chứ. Đợi xíu. Không được, không được. Bận lắm. Bữa sau gặp anh. Bừa bãi như vậy mà con ngủ một cách ngon lành này hả? Tại sao không thể được hả? Ngồi dậy nói chuyện với mẹ. Nhanh lên. Nhìn mặt mẹ nè. Trả lời cho mẹ biết. Cái cậu ngoại quốc đó là gì của con? Hả? Con đang ngủ mà mẹ. Nhưng phải trả lời cho mẹ biết. Tụi con chia tay rồi. Còn việc học của con thì sao? Con đã bỏ học ở bên Mỹ, rồi qua Pháp để học ballet. Bây giờ muốn bỏ học nữa hay sao? Hả? Con nghĩ rồi mẹ. Con thấy ba Lê không có thích hợp với con. Giờ con thích múa đơn đại hơn nha. Cái gì?
ngồi dậy nói chuyện với mẹ. Không có ngủ nữa. Dây chuyền đẹp quá mẹ. Mẹ mua đâu vậy? Xuất sắc nha. Đúng là con có mắt nhìn. Đây là bộ sưu tập mới đó con. Phải khó khăn lắm mẹ mới mua được nó. Đừng có đánh trống lảng. Trả lời mẹ đi. Sao hả? Nè, ngồi dậy chưa? Mẹ nói cho con biết nghe chưa? Con già tới nơi rồi, không lo học hành, sau này còn phải lo cuộc sống cho mình nữa. Ai mà có thể nuôi con suốt cả cuộc đời được? Hiểu chưa? Dạ. Lo dọn dẹp đi. Con gái mà bê bối quá không thể nào chịu nổi. Con biết rồi mà mẹ. Lại lỗi lầm không ta? Sợ gì chứ, mình là đàn ông mà, đôi lúc cũng phải. Ủa anh Sơn, không biết anh phải gọi cho tao đó là tao kết duyên hay sao nữa. Ủa em ở khu này hả? Sao anh không bao giờ thấy em hết vậy? Hả? Em mới chuyển về đây có mấy ngày à. À, thì ra là vậy. Anh cứ tưởng em đẹp là nhờ ăn táo, mà cuối cùng là do tập thể dục. Nhiều khi em cũng muốn tập lắm nhưng mà lười quá. Vậy sáng mai anh có muốn tập với em không? Sáng mai hả? Chắc anh bận quá hả? Con Diêm chưa nói gì nha. Rảnh mà, có bận gì đâu. Thì đợt này anh có chịu cho em xin số điện thoại không? Hay là bỏ chị như lần trước? Lần trước tại vì anh có công việc. Nhưng mà sau khi anh làm xong công việc, anh quay trở lại thì em đã đi mất tiêu rồi. Rồi, em có số anh rồi đó. Anh giỏi miệng vậy chắc anh làm luật sư quá. Sao em biết? Anh làm luật sư đó. Em đáng đại đó. Vậy hả? Thôi em đi nha. Anh nghe nè vợ. Nè anh nói chuyện với cô nào gần nhà mình nhỉ? Hả? Anh có nói chuyện cô nào đâu? Em thấy rõ ràng anh nói chuyện với cô đó rất là lâu. Cô hỏi đường. Em đã cảm báo anh rồi, đừng có nói dối em. Mặc đồ thể dục ở trong cái khu này mà hỏi đường làm cái gì? Cô tập thể dục, cô lạc đường, cô hỏi thì anh chỉ thôi. Thôi vụ này tính sau đi. Anh đã quên sách tài liệu ở nhà nè, có quay về lấy không? Thôi khỏi, không cần. Anh đi nha. Alo. Em nè, em có số anh rồi đó. Anh nhớ 6 giờ sáng mai tại công viên đó nha. Anh nhớ. Sáng mai, nhất định là sáng mai 6 giờ. Vậy nha. Chắc chắn là thám tử Thúy An đã đánh hơi thấy điều gì rồi. Không được, mình không thể nào để lộ sơ hở gì được. Mà mình có sơ hở gì đâu ta. Nhưng tại sao cô ấy lại muốn rủ mình chạy? Thính hay là bả đây? Anh Sơn, mình hẹn hò đi. Sơn, bậy rồi Sơn. Tỉnh lại đi Sơn. Nhưng không được. Chị ơi, taxi tới chưa? Dạ, nhanh nhanh giùm em nha. Anh! Sao
sao anh còn chưa đi nữa? Trời, làm sao em ghét anh? Em dạy nó cho anh đi. Tự nhiên em cảm thấy vậy á. Em cũng không biết nữa. Vậy nha. Em nói em không giải thích thì anh phải làm sao? Em phải nói một lý do chứ. Anh là người nước ngoài, anh quá cao. Không phải anh quá cao, tại vì em quá lùn. Gì? Không phải, từ lúc gặp nhau bên kia là anh đã cao rồi mà. Nhưng mà cái đó là ở Pháp, bây giờ anh đang ở Việt Nam. Nhìn anh như người khổng lồ vậy đó. Rồi nói chuyện lớ ngớ nghe rất là khó chịu. Vậy bây giờ anh lùn tôi chưa, anh lùn lắm rồi đó. Rồi còn tiếng Việt, em kêu anh học đi, học rất nhanh. Chỉ có thăng ba thôi, mà anh có thể nói rất giỏi. Anh có thể chửi lộn được. Hôm qua gặp nguyên cái bộ tộc của em, cái bộ lạc của em đó, em chửi luôn mà. Gia đình em mà anh gọi là bộ tộc quá hả? Không, không phải, ừ thì cái gia đình á. Em nói anh nha, người ta học 3 tháng, anh nói 1 tháng 3. Nói chuyện lớ ngớ như vậy á, em với anh đi cũng không xứng, vậy nha. Thì gia đình vào tháng 3 sao? À, anh không chấp nhận được. Tại làm sao? Tại sao tình yêu của em nó chật đến chật đi? Rồi bóp nát trái tim của anh thành 100.000 mảnh lẻ như vậy. Nikolai à, làm ơn đi, em xin anh luôn á, đừng có nói mấy cái câu thoại sến sẩm đó giùm em. Không, nhưng mà mình tình yêu nhau rất là nhiều, em biết không, rất là nhiều. Rồi, em nhớ không, rồi tại làm sao em tình yêu của mình em lấy con dao em cắt đứt, nhưng mà giống cái quả táo cắt đứt làm hai vậy đó. Nhưng mà, không sao, anh sẽ trồng cái hạt táo đó lại, rồi cái cây sẽ mọc trái lại, rồi chúng tình yêu của ta sẽ rất là sung sê, đúng không? Em, tại sao em không nhìn anh? Nikolai, làm sao em có thể nhìn anh được trong khi tối của anh chưa đến năm phút? Nikolai, em nói rồi á, anh về Pháp giùm em nha. Mình không còn gì để nói nữa đó. Không. Anh! Không được! Anh! Anh yêu em mà! Anh đợi em đây rất lâu, 2 ngày! Anh yêu em mà! Anh làm tất cả vì em! Tất cả! Anh không ăn, anh dặn bánh mì thôi! Anh nấu tiếng Việt! Anh yêu em mà, anh! Oh! Anh không có chìa khóa! Anh bị nhốt với bộ lạc của em rồi! Anh ơi! Lúc nào cũng thế, ngày cũng như đêm, hãy lên cầu thang á là nhảy à. Nhưng mình phải kiếm cớ như thế nào? Cứ nói là từ hôm nay sẽ bắt đầu đi chạy bộ như vậy sao? Không được, không được. Vợ mình đã thấy cô gái kia mặc đồ thể thao sáng nay rồi. Nếu mình nói vậy sẽ bị phát hiện liền. Phải cẩn thận với vợ mình mới được. Đúng là điên thiệt. Đó, anh cũng thấy vậy đó phải không? Đúng là điên thiệt mà. Dạ, đúng rồi. Điên thiệt. Ừ, đúng vậy đó. Ủa, anh sao vậy? À, không sao. Đúng là điên thiệt rồi. Anh bị nhốt, nhưng mà anh vẫn rất là vui vẻ để mà thay đồ, để em thay đổi ý định. Nikolai ơi, em nói với anh rồi, em không có thay đổi ý định đâu nha. Không, nhưng mà em nhớ không, mình từng rất là hạnh phúc. Nhưng mà tại sao em quay một cái 180 độ? Hả? Tại vì, hay là em thay đổi ý định, là em có thể thay đổi ý định về tình yêu của tụi mình đúng không? Nhưng mà tại sao em không nhìn anh? Anh không đánh răng đúng không? Không phải, tại vì em thấy có lỗi thôi à. Không, không có lỗi. Em thật sự là không còn tình cảm với anh nữa nha. Không, anh. Em xin lỗi anh. Hạnh. Trời ơi. Không lẽ bây giờ tôi tự nhốt tôi với cái bộ lạc này nữa hả? Trời ơi, đi đường mà.
Alo, anh nghe nè. Sáng mai á, thay vì đến công viên, anh có muốn đến phòng tập tập với em không? Em với anh sẽ tập với nhau, chỉ em với anh thôi đó. Ngày mai, nhưng mà chỉ có hai người thôi hả? Thôi không được đâu, anh ngại lắm. Hay là mình dẫn ra công viên nha. Dạ, vậy cũng được. Vậy hẹn em ngày mai nha. Em sẽ hướng dẫn tận tình các động tác tốt nhất cho cơ thể để anh có thân hình chuẩn hay còn chuẩn hơn. Rồi rồi, ngày mai mình gặp nhau nha. Bye bye em. Sao bây giờ ta? Phải nghĩ ra cách gì đó nói cho vợ mình tin mới được. À, hay là mình nói ngày mai mình có phiên tòa? Cũng không được, vợ mình thông minh lắm, phát hiện ra một cái là lộ chuyện hết. Đúng rồi, mình phải nói là ngày mai mình có việc quan trọng, và phải nói rất là tự nhiên. Quan trọng nhất là tự nhiên. Tự nhiên, hết sức tự nhiên. Mệt thiệt chứ. Sáng mai phải đi làm sớm hả? Lần này nhất định mình phải chuẩn bị hồ sơ tài liệu cho thiệt kỹ. Nhất cái đầu thiệt chứ. Chắc từ ngày mai em phải đi tập chạy bộ đó anh. Bụng nhiều mỡ quá rồi. Nhưng mà em nghe nói là đi ngược còn hiệu quả hơn là chạy bộ nữa. Chết cha. Tự nhiên nói chạy bộ là ý gì ta? Làm sao mà cô ấy biết được? Không lẽ cô ấy đang thử mình? Không thể nào. Cô ấy chắc chắn không biết gì hết. Trong luật hôn nhân gia đình không có điểm nào cấm một người đã có vợ chạy bộ với một cô gái khác. Nhưng Thúy An không chỉ nhanh nhạy, mà hai từ tha thứ cũng không có nằm trong từ điển của cô ấy. Mình phải đặc biệt cẩn thận mới được. Sao anh đi sớm vậy? Làm gì mà anh giật mình? Tại em kêu anh bất ngờ quá nên anh giật mình. Cái gì ở trong túi vậy? Hồ sơ. Hồ sơ sao anh bỏ trong cặp, bỏ trong túi? Thôi anh đi nha. Cô ấy đã nhận ra sao? Vợ mình có bộ óc của thám tử Sherlock Holmes. Mình có quá ngu ngốc khi nói dối cô ấy về cái túi đựng tài liệu không? Mình có đang lo lắng quá không? Không sao đâu, chắc do mình nhạy cảm quá thôi.
Wow! C'est incroyable, tu connais cette chanson aussi? Oui, je l'écoute ta chanson tout le soir. Wow! Parce qu'à chaque fois que je l'entends, j'ai juste envie de me trémousser avec, vraiment à fond. C'est vrai? C'est la même chose pour moi. Wow! Enchanté alors. Enchanté. Alors, je vais essayer de le dire, mais si je me trompe, tu me corriges, d'accord? An-yo-em-jot-nyo. Hom-ko-em-an-se-tiet-mok. Oui, c'est ça. Anh giỏi quá. Merci. Anh đã quá ích kỷ. Anh sẽ quay lại Paris. Vì ở đó có kỷ niệm tình yêu của chúng ta. Em hãy giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt từ đây cho đến khi chúng ta có thể tìm lại nhau. Je t'aime. Lại với em. Thật sự kỳ lạ, cặp mắt cú dọ của cô ấy đáng lẽ phải phát hiện ra hành động kỳ lạ của mình từ hôm qua rồi chứ. Tại sao anh lại không kiểm tra trong túi có gì? Phải nói đây là cái bẫy chứ. Không bao giờ có chuyện đó. Mình có cảm giác như đang bị lạc vào mê cung khổng lồ. Không biết có tìm được đường ra không nữa. Anh Sơn! Trời ơi! Mình đã thật sự bắt đầu bị lạc vào mê cung rồi. Bắt đầu bật hai từ mê gái. Wow, anh Sơn mặc đồ thể thao đẹp quá vậy. Cảm ơn em. Nếu đây là cái bẫy thì hành động này không khác gì bị bắt gặp quả tang đang ăn nằm trong khách sạn. Giờ mình đứng xoay lưng lại với nhau nha. Lưng chậm lưng luôn hả? Đúng rồi. Đây là bài giãn cơ tốt nhất đó. Chắc từ ngày mai em phải đi tập chạy bộ đó anh. Đâu hả anh? Xuống. Chưa xong mà. Xuống. Không có tập nữa. Xuống. Xuống. Đây đúng là một cái bẫy. Đang yên lành kia em kêu chia tay. Anh không biết phải làm sao luôn á. Anh không biết làm gì, không biết nói gì, không biết làm sao. Rồi cái một hồi em mới kêu là em muốn chia tay. Anh mới năn nỉ một lần, em không chịu. Anh mới năn nỉ một lần nữa, em vẫn không chịu. Em năn nỉ. Cái em vẫn không chịu. Nhưng mà không sao, anh mới quyết định anh sẽ đi về Pháp. Nhưng mà trước khi về Pháp thì anh sẽ muốn nhìn em một lần nữa. Nhìn em một lần nữa. Nhưng mà rồi cái thôi, thật là may mắn em đã theo đuổi anh. Dạ. Người ta nhìn kìa anh. Em bị sao nữa vậy? Cái thái độ đó là thái độ gì? Có gì đâu. Em đừng có kêu là em thay đổi quy định nữa nha. Anh suy nghĩ nhiều quá. Nhưng mà nói nè, em có việc bận lắm. Mình nói chuyện khác sau nha. Nha, hẹn gặp anh nha. Anh, em đi đâu nữa vậy?
điện thoại. Bye bye. Anh Sơn, anh Sơn ơi, anh Sơn ơi. Không có dùng tay không được, cô thử dùng miệng coi. Ủa sao vậy, nó cứng lắm. Tao thích mở bằng miệng. Mở bằng tay đi mà. Ủa, đau miệng lắm hả? Cứu ra. Ông có biết được lên TV như vậy là cơ hội để quảng cáo cho công ty không? Cái chương trình này tôi sẽ làm mờ hình ảnh. Mắt mới gì phải làm mờ? Tôi không sợ mắt mới gì anh sợ. Người ta sẽ kiếm ông trả thù không để ông yên đâu, nghe chưa? Ủa, có cái vụ trả thù hả? Trước đây cái mặt, giờ làm mờ mặt cho tôi cả đi. Ngay cả bộ quần áo này mờ luôn. Đón xem tập 5 sitcom Ngôi Sao Khoai Tây phát sóng vào lúc 19:55 thứ ba ngày 7/8/2018 trên kênh HTV7. Tất cả pin lo đều là ngọt ngào thế thôi. Cứ vô tư ngày thành thời, lo chỉ cái chuyện ông trời. Giấc mơ đời ta chỉ có thể tự mình vẽ ra. Và trong bức tranh này một ngày luôn luôn có cả gia đình ta. Rồi cãi nhau chuyện chuyện cả gia đình ta. Sao khoai tây.